là một cái mùa một năm mà trôi qua đó, thì cái bài này là những cái chương trình nào Tâm hát là đều phải có. Đó là một cái ca khúc mà nói về cái sự gọi là những cái gì mà không có vui á, là mình quên đi. Còn những gì mà hạnh phúc tươi mới này kia thì chúng ta nên giữ lại. Và đó là một cái ca khúc giống như The Celebrate. Cho đêm nay, ca khúc được mời tên Người Hãy Quên Em Đi. Thank you. Xin cảm ơn rất nhiều. Yeah, ca khúc này sẽ mời MTV. Hãy quên em đi.